Trong bài đăng trên Twitter ngày 27 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nước này sẽ trao cho Trung Quốc mọi sự trợ giúp cần thiết để kiểm soát dịch virus corona bùng phát ở thành phố Vũ Hán. Chúng tôi đang liên lạc rất chặt chẽ với Trung Quốc. Trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp phi thường để đối phó với một thử thách phi thường. Chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng trong sự việc này. Chúng tôi tin rằng các chuỗi lây truyền vẫn có thể bị phá vỡ. Trong khi đó, ngày 28 tháng 1, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết chính phủ nước này quyết định cung cấp hàng viện trợ khẩn cấp cho Trung Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA. Các công dân Nhật Bản ở Vũ Hán đã đáp xuống sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo hôm 29 tháng 1 trong chuyến sơ tán đầu tiên. Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch cung cấp khoảng 2 triệu khẩu trang và các mặt hàng cứu trợ y tế khác, trong đó có 200.000 quần áo, kính bảo hộ khi điều máy bay đến Trung Quốc để hỗ trợ nỗ lực chống virus.